Hi, xin kính chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chương mục bài toán này các bạn. Hôm nay mình nói về tìm x lớp 6 lũy thừa dạng nâng cao, được chưa? Thì trước khi vào bài tập A, B, C và D thì mình sẽ nói sơ qua những cái công thức các bạn cần phải nhớ nghe các bạn. Thứ nhất, cái công thức thứ nhất đó là gì? A mũ N bằng A mũ M. Khi các bạn gặp trường hợp là hai cái lũy thừa nè cùng cơ số ứng 1, đấy, đúng không ạ? Thì hai cái lũy thừa này bằng nhau khi và chỉ khi cái mũ của nó hay là có lũy thừa của nó bằng nhau. Ok chưa? Đó, hai lũy thừa bằng nhau và cùng cơ số thì hai cái mũ nó bằng nhau. Đó là một cái dạng toán tìm x dạng lũy thừa. Cái dạng thứ hai đó là A mũ N bằng B mũ N. Cái dạng thứ hai là hai cái lũy thừa bằng nhau nhưng cái số mũ của nó bằng nhau nè. Số mũ bằng nhau nè. Thì tương đương cơ số của nó cũng bằng nhau. Đấy chưa? Hai cái dạng cơ bản nhất các bạn hay gặp ở dạng bài tập tìm x dạng lũy thừa. Rồi, bây giờ mình bắt đầu vào phần bài tập nha các bạn. Đó là 3 mũ x cộng 3 bằng 81. Thì bước đầu tiên các bạn phải suy nghĩ là cái này phải biến đổi về cùng cơ số, vậy là phải biến đổi về cơ số 3, được chưa? Vậy là 3 mũ x cộng 3 mình giữ lại thì đây mình thấy là số thì chắc chắn nó phải là cùng cơ số rồi, được chưa? 3 mũ mấy à? 3 mũ mấy? 3 mũ mấy ra 81 à? 3 mũ 1, các bạn không biết các bạn nhẩm 3 mũ 1, 3 mũ 2, 3 mũ 3, 3 mũ 4 nha các bạn. Và các bạn kiểm tra lại bằng cách là lấy máy tính ra bấm 3 mũ 4 có phải bằng 81 hay không. Rồi, đây là dạng thứ nhất, hai lũy thừa cùng cơ số thì tương đương số mũ của nó phải bằng nhau, x cộng 3 bằng 4. Và tới đây các bạn giải chuyển với đổi dấu giúp mình, đây chuyển về, vậy là 4 trừ 3 vậy tương đương x bằng 1. Ok chưa? Và các bạn kết luận giúp mình. Rồi, thì tương tự bên đây cũng vậy. Thì các bạn thấy bên đây là số 9 nè, và bên đây là 27. Thì một là các bạn phải biến đổi 27 này qua 9 mũ mấy, hoặc là biến đổi 9 thành 27 mũ mấy. Và các bạn thấy một điều rằng hai hàng ngày không biến đổi qua của nhau, 27 thì không biến đổi qua được 9, 9 thì không biến đổi được qua 27. Vậy các bạn phải kiếm một cái cơ số trung gian, thì mình thấy rằng 9 với 27 có cùng cơ số đó là 3, thì mình sẽ dùng 3 mũ 2 9 và 9 nè, x cộng 1 viết lại nè, và 27 chính là 3 mũ 3 nè, mũ 2 viết lại nè, được chưa? Thì mũ của mũ là lấy mũ nhân lại đó, nhân lại, ok chưa? Mũ của mũ nè là lấy mũ hai cái mũ với nhân lại viết lại cơ số, được chưa? Thì tương đương đây sẽ là 3 mũ 2 nhân x cộng 1, nhớ nhân cho số nhiều, nói nôm na là nhân cho ra thức, các bạn bỏ ngoặc giúp mình, bằng 3 mũ 3 nhân 2, 3 nhân 2 là 6. Ok chưa? Rồi, đây là phép tìm x hai lũy thừa cùng cơ số, thì các bạn cho số mũ bằng nhau giúp mình, bằng 6. Vậy tương đương nhân chuyển qua hàng chia, về x cộng 1 sẽ bằng là 6 chia 2. 6 chia 2 bằng mấy ạ? Bằng 3. Vậy x cộng 1 bằng 3. Vậy tương đương x sẽ bằng là 3 chân trừ 1, vậy x sẽ bằng 2. Ok chưa? Rồi, tiếp theo bài bên đây, bài C thì đây là chia đúng không ạ? Thì bước đầu tiên các bạn phải chuyển cái chia này qua thành cái nhân cho cả. Mình sẽ dạy tới cái bước nào các bạn có thể làm được hơn các bạn. 4 chia là chỉ có hình nhân là 4 mũ x, được chưa? Đây 4 chính là 4 mũ 1 các bạn. Rồi, đây là phép nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta lấy số mũ cộng. Các bạn nhớ cái công thức A mũ N nhân A mũ M. Đây phép nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta lấy số mũ cộng lại, được chưa? Hãy tương đương 64 sẽ bằng là 4 cộng 1 hay là 1 cộng x, được chưa? Rồi, tới đây các bạn phải biến đổi số 64 này ra thành 4 mũ mấy. Rồi các bạn giải tương tự bài A và bài B. Ok chưa? Rồi, tiếp theo các bạn. Tiếp theo thì ở đây là trừ 1 phần
trừ 1 phần 2 tất cả mũ x cộng 1. Ở đây là 1 phần 4, vậy vậy các bạn phải biến đổi 1 phần 4 ngày qua là trừ 1 phần 2. Thì mình biết rằng mũ chẵn số âm cũng là số dương. Bước đầu tiên các bạn biến đổi, đây nó sẽ ra là 1 phần trừ 1 này. Xin lỗi, trừ 1 phần 2 là tất cả mũ 2 này. Các bạn kiểm tra lại giúp mình coi đây có phải là cũng 1 phần 4 không. Muốn kiểm tra thì các bạn lấy trừ 1 phần 2 nhân trừ 1 phần 2. Trừ trừ hình cộng nè, 1 nhân 1 bằng 1, 2 nhân 2 bằng 4, vậy là 1 phần 4. Ok, vậy là đây lại trở về dạng đó là hai lũy khơ cùng cơ số. Rồi các bạn cho số mũ bằng nhau và các bạn giải tiếp tục nha các bạn. Rồi các bạn giải xong các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp mình câu C và câu D nha, để mình kiểm tra lại coi bạn làm giải đúng và giải sai nha các bạn. Rồi trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào bạn và các bạn, mọi người xin cảm ơn, bye bye.